Đến thôi mọi người ơi. Mọi người nhìn vô cái hộp này sẽ không biết gì đâu. Khi đến khi mở ra thì mới biết được là cái sợi này hay sợi gì thật vậy đó ơi. Đan ta ta ta. Anh ta đà. Mọi người ơi, cái này mọi người có biết gì không? Chính là cái loa mọi người ơi. Cái loa tí hơn luôn mọi người. Mẹ ở trong đây á mọi người, có tờ giấy hướng dẫn luôn mà chưa không biết đọc sao luôn. Tiếng Nhật không vậy? Sao mà không dịch cái thiết bị cho người ta? Nhìn vô mà chóng mặt luôn rồi. Muốn bùng qua đầu luôn. Cái này tiếng Nhật chúng ta bà. Thôi dẹp con. Mà mọi người muốn nghe âm thanh nó cỡ nào không? Để cho em nhờ người lớn mở, chứ cho em không biết mở luôn á. Để cho em nhờ nha mọi người, mà nhờ chờ cho em xíu. Mimi ơi. Thôi chút ở đây chứ mở, cậu đang cái điện thoại, chút mở điện thoại thôi. Dạ, vậy mà hồi nữa, cuối tập hoặc là sau cũng được. Chị sẽ cho mọi người coi sao nha. Hồi nãy là món thứ 8, bây giờ sẽ món tiếp. Thôi làm liền luôn mọi người. Bum bum bum. Dạ, nhờ chờ chút. Ok, sẽ quay lại sao. Rồi là bây giờ nè, để con mình test cái loa này có nó như thế nào. Nãy giờ con có để gần gì không? Dạ chưa. Vậy sao ai thấy được cái gì? Dạ. Ai thấy được cái món nó như thế nào? Cái tay con. Cái loa nhỏ chiều chiều vậy thôi. Em ơi đừng khóc. Nhỏ. Em ơi đừng khóc, con tôi chung mắt sẽ bắt em đi. Rồi nè, để test ra nè. Đây nè, mở lên nè. Bấm cái nút này mở lên nè. Lâu trước nha. À, mở lên nó có đèn nè ha. À, để đi mở lên cái này này, ngay chỗ cái loa là nằm trên phía lỗ này nè. Đó, giờ mình để đây đi ha. Để đây. Để nó nghe nè. Rồi mình mở Bluetooth cái iPad lên coi. Mở Bluetooth cái iPad lên nha. Rồi để coi. Để mình tìm để mình kết nối. Nè, cái này là cái 39 speaker nè. Cái này là cái 39 speaker. Mình bấm vô mình kết nối với cái loa. Nó lên đèn màu đẹp quá ha. Rồi nó lên rồi đó, rồi mình mở nhạc nó coi ha. Mở nhạc. Mở bài lên trên tầng lầu coi. Lên trên tầng lầu. Đó. Bấm nè. Bấm lớn rồi coi. Em ơi đừng khóc, bóng tôi chắc mắt sẽ bắt em đi. Em ơi đừng lo, em ơi đừng cho tương lai vụt tắt. Sâu trong lòng mắt có chút tiếc nuối phút cuối chỉ vì em đâu hề xa, em đâu tìm mãi để trái tim đau. Không còn tương lai, em cũng chẳng còn tương lai. Sau bao niềm đau, em mong rằng con tim em dừng lại. Nỗi nhớ đến lâu phai, nhắc đến trong một lâu đài của những cơn đau và từng cơn. Vì sao em phải khóc? Có đang để buồn đâu? Tình yêu như cơn lốc, thoáng vẫn chốc lướt qua thật mau. Vì sao em phải khóc? Có đang để buồn đâu? Dù kỳ vội em nấp, thoáng vẫn chốc đã vơi buồn sầu. Dù em phải khóc. Rồi, vậy bây giờ mình tắt cái loa mình nghe bằng cái iPad nó như thế nào nha. Để bấm tắt thử. Tắt loa ha. Tắt loa là nó tắt điện luôn, là mình nghe bằng iPad rồi. Nhỏ hơn. Hết mát rồi đó. Nè, dặn hết mát rồi nè. Hả? Loa thì lớn hơn chút không? Được cái là nó dễ thương, nó nhỏ nhỏ xinh xinh. Dễ thương. Chơi đi thích cái gì nhỏ nhỏ xinh xinh đúng không? Rồi ok, vậy là mình đã test xong. Và chơi đi cảm thấy nó như thế nào? Chơi lo nghe nhạc này quá cho nên cái loa này nó lớn hơn đúng không? Đúng rồi, mà chơi lo nghe quá cho nên không có tập trung nhiều. Nhưng mà thấy nó như thế nào? Thấy cái loa này rất là tốt để rồi cho đây. Những người đi như là những cô giáo cần thiết cho những người học tiếng Anh rồi đó. Đúng rồi, như